Đó chưa? Bạn thấy phê chưa? Rồi, xin chào mọi người quay trở lại kênh bầy rắn tinh nguyên của mình nhé. Hôm nay mình lại đi thăm bẫy và câu cá đấy các bạn. Đa số những cái bãi mình đặt bẫy thì nó ở gần những cái điểm mình hay câu cá lóc được. Để cho mình mỗi lần mình đi thăm con móm này nữa còn đi câu cá được các bạn ạ, đỡ nhác. Đầu video xin kính chúc tất cả mọi người xem video vui vẻ nhé. Mọi người có nhu cầu gì thì mọi người cứ gọi điện thoại trực tiếp cho mình nhé, số điện thoại mình có để góc màn hình nhé. Đầu video chúc mọi người xem video vui vẻ, mạnh khỏe và nhiều niềm vui trong cuộc sống nhé. Thì hôm nay mình tranh thủ thôi, trưa giờ bắt đầu đang vào giờ trưa, mình tranh thủ đi thăm mấy cái bẫy rồi đi câu cá lóc tí. Mà hình như hôm nay câu cá nó không ăn hay sao ấy. Hôm nay mùng 1 đi câu cá nó chẳng ăn gì cả. Mình câu chắc cũng phải gần 1 tiếng rồi nhưng mà không thấy cá cắn. Thì giờ mình bắt đầu đi thăm bẫy đây. Thì mình cũng xin kính chào tất cả mọi người nhé. Rồi, mọi người hãy theo chân mình xem hôm nay mình đi thì có được con rắn hay con chồn gì không nhé mọi người nhé. Thì mình đi thăm lồng này thì mình sẽ quay những cái lồng nào mà dính hàng cho anh em xem thôi. Còn lồng mà không dính hàng thì thôi mình xin phép bỏ qua, đỡ tốn thời gian của anh em. Thì mình sẽ đi quay tất cả các lồng, nhưng mà lồng nào dính hàng thì mình mới đăng thôi. Đó, rồi. Mọi người theo chân mình xem hôm nay mình có được con hàng nào khủng không mọi người nhé. Đó, combo này đi câu cá lóc cũng phê lắm các bạn. Mình đang tính làm thêm về chủ đề câu cá lóc, nhưng mà mình cứ mỗi lần quay video để câu cá lóc thì gần như là cá nó không có ăn. Quay lúc nào hết pin, tắt nguồn thì lúc đấy cá lóc nó mới ăn. Chuyện tâm linh không đùa được đâu. Được rồi, không dài dòng nữa, mọi người hãy theo dõi cùng mình nhé. Đó, này các bạn ơi, mình vừa chào các bạn xong nên ném mấy đường thì nó ăn nhá. Tâm linh không đùa được đâu. Quá, đứng câu cả tiếng đồng hồ để quay video mà nó không có được con nào hết. Vừa tắt máy quay không quay nữa để chuẩn bị đi thăm bẫy rắn. Thì đây, vừa tắt máy quay đi chắc được 2 phút bụp luôn, chuột LK nha các bạn nhé, nhái hơi chuột LK quá ok. Hả? Thấy chưa? Mọi người thấy không? Chuyện tâm linh không đùa được đâu. Cứ quay video là cá không ăn đâu, nhưng mà tắt máy quay phát là y rằng bụp ngay. Rồi, hai anh em mình vừa đến khu tiếp theo đây. Trời, hôm nay khá là nắng các bạn ạ. Lâu lắm rồi ở Đắk Lắk mới được hưởng cái nắng này rát mặt thế này. Thấy mấy anh em đăng Facebook này, khoe vô được nhiều rắn. Ui, lắm. Ngựa à? Có hàng à? Mang chỗ mát này bắt này. Đấy, có hàng rồi các bạn. Cái nắng lên là rắn đi ăn thôi. Hôm nay mình không mang chuột đi, tại vì còn có mấy con để thăm ở khu đẹp kia. Khu này gần nhà, chỉ đi thăm không thôi. Đẹp. Vài cái nữa là đặt chuột. Đây cái bụng này, như là mang cái gì? Đây, sọc vàng nhé các bạn. Rắn này nuôi cảnh. Nôn chuột. Mấy anh em đang đặt rắn này để về nuôi cảnh nhé. Ra đây em ơi, anh vỗ vỗ đầu kia là nó ra. Đấy.
nó đang sợ. Nó cái đéo. À đúng rồi, ra đi. Ừ. Ngủ ngay, máu thế. Hồ chó mà. Rồi ok, anh em mình đi cái tiếp theo nhé. Thôi, mình phải lên cái tiếp theo các bạn. Nãy vừa chặt một bao tre, giờ mệt quá. Đây là một cái rạch nước này các bạn. Mùa mưa là nước nó chảy ở đây, nhưng mà mùa khô này thì hết nước rồi. Rồi, cái này được con hổ ngựa các bạn này. Mình bắt cho các bạn xem nhá. Con ngựa này khủng lắm. Rồi, mình đi cái tiếp theo các bạn nhé. Vừa đến cái tiếp theo các bạn. Thời tiết hôm nay rất là nắng. Đúng là vào mùa khô ở Tây Nguyên rồi. Mấy bữa trước thì đang còn rất là lạnh và mưa. Nhưng mà mấy hôm nay thì trời bắt đầu nắng rất là rát. Nặng nặng ta. À rồi, để em hồ hành các bạn đây. Mùa này hồ hành đã đi rồi ta. Mà bẫy rắn. Ôi hình như chết hay sao mà sao còn im vậy ta. Mùa này bẫy rắn đi. Chưa có mưa mấy. À, nó nghe chuột ra này các bạn này. Bữa nay mình chưa có chuột để đi giải. Hôm nay mới đặt chuột được. Bữa nay chưa có chuột. Đồ lắm ấy, thấy con hổ hành. Đeo này bắt nó đỡ hôi các bạn ạ. Nó xì nước ra tay đỡ hôi. Chứ rắn hổ hành nó sẽ cắn nó các bạn ạ. Nhà mấy con chuột ra. Mình vừa thăm vừa câu với các bạn. Rồi, lại đến cái tiếp theo. Năm nay không khí lạnh kéo dài quá các bạn ạ. Đâm ra đi bẫy nó cũng chán. Như bình thường mọi năm thì cái tầm đầu tháng 2 âm lịch này thì trời đã nắng rất là nhiều và đều. Nhưng mà năm nay thì thời tiết giờ này vẫn đang còn rất là lạnh. Mấy hôm nay ở mình đây trời âm u lắm. Không có nắng cơ, giờ mới hửng được một tí đây này. Thì mình đi thăm thì cũng chủ yếu là muốn đi cho chuột ăn thôi. Với lại giờ mình đặt linh tinh hết, mỗi bãi 4-5 cái thôi. Không đặt nhiều như ngày xưa. Ngày xưa đặt một bãi mấy chục lồng. Rồi, lại có hàng gì đây? Chắc lại ngựa. Ừ đúng rồi. Ngày xưa mình đặt là nhiều khi một bãi mình đặt cả 15-20 lồng. Nhưng mà giờ mình không đặt kiểu đấy nữa. Bãi mình đặt 5-6 lồng. Bãi nào rộng thì đặt chục lồng, hơn chục lồng. Ui, hôm bữa chỗ này được con hổ ngựa một ký tròn nữa các bạn. Ui, con này vào lâu rồi. Kìa con ui. Nặng phết. Cái lông này mình đặt ngay cái rạch nước luôn.
thời tiết thất thường nên ra bẫy cũng chua quá. Quá đẹp, một em sọc vàng. Rồi, mình lại vừa đánh tiếp theo. Thì cái mùa khô ấy, anh em đặt ở gần bụi tre thì rất là đẹp. Nhưng mà ở mình thì mình lại không dám đặt. Tại vì ở đây họ đang trồng chanh dây rất là nhiều ấy. Nên là họ đang chặt tre rất là nhiều, mình không có đặt ở trong bụi tre. Đặt bụi tre thì họ đi cưa tre về làm trụ chanh dây ấy, thì họ sẽ thấy được cái bẫy của mình. Nên là mình sẽ đặt gần cái bụi tre thôi. Đó. Mùa khô đặt bụi tre tuyệt vời luôn anh em nhé. Hổ trâu mùa khô bụi tre, bụi chuối tuyệt vời. Đây. Thì mình đây có một cái bụi rậm trong phần cà này. Đấy, mùa khô này. Như những cái bụi này anh em cứ đặt mép bụi này. Rồi, nặng rồi. Ngựa hay trâu đây. Rồi, hổ trâu nha các bạn nhé. Đấy ra. Ui. Ui, sướng thế. Sướng quá các bạn ơi. Ăn hàng khủng quá nhá. Tuyệt vời. Cái này mình mới chuyển đến đây thăm cái này lần đầu tiên đấy các bạn. Thấy quá. Để cho anh em xem này. Đây là một vườn cà phê nhá. Thì ở dưới này là những cái ao nước. Đấy, ở đây là những cái bụi rậm này. Hả? Bụi rậm. Tự nhiên trong gần vườn cà phê nó lại có một cái bụi rậm nhỏ nhỏ này. Ở bên kia thì là cái bụi tre, tre đấy rất là nhiều. Nếu mà mình mà gần đây thì mình sẽ răng lưới. Răng lưới ở xung quanh cái bụi tre kìa. Kiểu gì cũng ăn rắn nhưng mà mình không ở gần. Mình không răng lưới đâu. Tại vì răng lưới cũng như đánh cạm vậy các bạn. Ngày nào cũng phải thăm. Không thăm cái là chết hàng ngay. Thế nên là mình không đánh lưới. Không đi thăm được nên mình không có đánh lưới. Mình đánh lồng. An toàn nhất các bạn ạ. Đấy. Lồng của mình nha anh em. Anh em nào có nhu lực cầu mua lồng thì cứ mua. Cứ gọi điện trực tiếp cho mình nhé. Để mình kiếm chỗ để mình tập cho nó. Điện thoại cho nó bắt quay nó đẹp đẹp tí. Quay anh em xem cho nó sướng. Thì cái lồng bẫy của mình nhé, mình giới thiệu nhiều. Lồng của mình kích thước 9-12, là cao 9, rộng 12, dài là 54-55 ô, hoặc có thể là 53 ô. Mà nó càng cái lồng, cái chiều dài của lồng nó càng ngắn ấy, thì cái hom nó càng dài. Hom nó càng dài thì cái tỷ lệ trồn nó phá hom nó ra rất là thấp các bạn ạ. Bẫy rắn Tây Nguyên nhá, chuyên săn hàng khủng. Con này nó nằm cỡ tầm 2 cân các bạn. Hổ trâu chuối. Rất là vàng, hổ vệ đấy các bạn. Đã quá. Hôm nay đi thăm ở khu kia mười mấy cái mà không có gì các bạn ạ. Khu mà bữa trước mình để con chuồn bạc má trong lồng ạ. Thì anh em cũng thấy đấy. Chuồn bạc má vô lồng thì cũng chỉ nằm trong đấy thôi, không cậy được. Chuồn bạc má là chúa phá lồng ấy, nhưng mà cũng không phá được. Đây này, cái chiều dài của cái hom này này. Đấy, mình đo găng tay này. Nếu mà cái hom này nó càng dài ấy thì tỷ lệ trồn nó phá ra rất là thấp. Còn cái hom mà ngắn quá ấy, là con rắn nhá, con rắn nó đè, con rắn to như này nó mà đè cái hom ấy là cái hom nó hở ra là nó quay ra được nhé các bạn. Đó, các bạn thấy con hổ trâu này đã không? Rất là vui các bạn ạ, mệt lắm nhưng mà rất là vui. Đầu tháng nhé các bạn, hôm nay là ngày mùng 1 tháng 2 âm lịch đấy các bạn. Hình như đầu tháng là mình đi câu cá nó không ăn thì phải. Câu từ trưa đến giờ không thấy một tiếng táp nào của con cá nào hết. Mà rất may lại được đám hổ ngựa với con hổ trâu nữa khá là khủng. Đấy. Anh em muốn bẫy rắn to thì cứ đầu mùa khô này anh em bẫy nhá. Rồi ok, chúc anh em thành công nhá. Chúc anh em may mắn. Vụ mùa bội thu nhá. Đó, sướng lắm các bạn ạ. Sở những con hàng này rất là phê. Cũng là cái bãi này nhưng mà mình đặt ở cách đây cái tầm 500m phía đằng dưới bụi tre này này. Mình đặt cách đây tầm 500m ấy, là nửa cây số. Mình đặt năm ngoái là mình đặt 9 tháng. Có là mình thấy xác hổ trâu rất là to nhưng mình đặt đúng 9 tháng gần 10 tháng nhưng mà không dính một con hổ trâu nữa các bạn ạ. Hôm nay mình chuyển dịch lên năm nay mình chuyển dịch lên phía trên này đánh. Cái lồng này thăm lần đầu tiên là đã ăn rồi đấy. Đã chưa? Bạn thấy phê chưa?
Con này tầm 2 kg nhé các bạn. Rồi, quá ok cái cuối cùng nha các bạn. Thơm quá, đầu tháng mà thơm quá các bạn ạ. Rất lâu rồi không ra được video cho anh em xem. Thì hôm nay đã có video cho anh em xem rồi. Thì mình đi thăm thì phải có hàng thì mình mới ra được video. Chứ quay mấy video vớ vẩn thì nó không hay, mất hay. Đã quá. Hổ trâu mùa này nó chưa đi giao phối nên là nó rất là mập. Đấy, rồi ok, chúc anh em may mắn nhá. Mình đi những cái tiếp theo đây. Đầu tháng quá suôn sẻ. Giờ người ta đang trồng rất là nhiều chanh dây và sầu riêng các bạn ạ. Ở đây đang mùa khô. Những cái ao như này mà chờ tới hết đợt 1 đến đợt 2 đi câu cá lóc sướng lắm các bạn. Đây mình có đặt một cái ở ngay bụi chuối bờ ao. Ăn mấy lần rồi không có gì cả. Đây, cần câu họ cắm cá lóc. Hy vọng là đây không ai thấy. À rồi, thấy có phân rắn ỉa này các bạn này. Trắng trắng này. Phân rắn ỉa đó. Ôi ngựa nữa rồi. Ôi ngựa to thế. Nặng là nặng luôn. Không biết là có ai đang làm rẫy nhìn thấy mình không biết nữa. Ôi con hổ ngựa này nặng thế. Cao thật. Bị đến mùa của ngựa các bạn. Rồi mình đi nốt cái cuối cùng nha các bạn. Con này khó lắm, cần phí.